Ok anh em, tiếp tục chương trình săn bút bót mới là tiếp tục Hai Giang anh em. Hai Giang mất đâu? Không ai anh em, tầng này 4 người hơn anh em. Ok anh em, con Hai Giang tiếp theo. Đi chưa? Chưa đi nha, 2%, 1%. Lắm, nắm ớt. Rồi, chắc luôn. Ok, Hai Giang tiếp anh em ơi. Năm mất đâu rồi, năm mất mới ơi, ship hay là chó, chó bốn mất, chó năm mất nào, rồi là mày là mày là mày, dạ, ok anh em, tiếp tục farm Hai Giang anh em, Hai Giang là con ra nhiều nhưng chúng ta farm Hai Giang nhiều, năm mất, nó, đâu? Trời ơi không ra anh em ơi. Ok anh em, tiếp nữa nè, Hai Dê, con Hai Dê là con bị giết nhiều nhất, Hai Dê bốn ớt rồi nè, đồng băng nữa, nhưng mà Hai Dê này nó ăn đồng băng ba ớt nó ra Hai Dê nhiều nha, đó ngon. Ok anh em, tiếp tục anh em, mới là con xích nào quá ngon anh em, quá thơm anh em ơi. Ơi ra gì đâu, không ra gì anh em ơi. Ok anh em, lại là thằng chú Hai Dê anh em ơi, đất tờ Hai Dê bị hành hạ liên tục. Farm 5x mới thì chúng ta phải cần có nhiều Hai Dê để farm. Còn đồng băng á, đồng băng 4x thì SOS ra cũng nhanh, con này thì lâu hơn. Rồi lên đường, ai nó mất không? Đen vậy. Ok anh em, tiếp tục farm Hai Giang anh em. Ok sao sao, đâu rồi đâu rồi, nè lên đường, ai nó mất không? Không ra luôn anh em. Ok nè, tiếp Hai Giang em ơi, 5%, 4%, năm mét đâu ý, ông y chết rồi kìa. Rồi, ông xin này dạ, năm mét nữa mời Hai Giang. Ok anh em, tiếp tục Hai Giang anh em. Ê, xem ra gì không, ra gì đây, à, không quay ra năm ít đơn ta được hai con à. Ok ok anh em, con Hai Dê cứu tận nè anh em, thằng này 4 người thôi mà đánh nhanh ghê. Giết nó thôi, năm sao đâu, hiển linh nào, không lẽ có hai con thôi, trời ơi chưa chịu chết nữa. Rồi rồi nịch luôn. Ok anh em, lại tiếp tục farm Hai Giang anh em. Cái này đam còn thấp, cái này quấn hơi lâu một xíu. Xíu đam to đánh nhanh lắm, chứ mình đi farm xíu cho nó lên đam đã. Bây giờ 4% mà nhây hết đạn luôn. À, tụi này xong rồi tử hình đó nha anh em, ra gì không, nó mất ây à. Ok anh em, đó con này tự chắc mình mới quay nè, nó mít ơi đâu rồi, không ra nghe anh em. Ok anh em, đó lại tiếp tục Hai Giang anh em, farm thêm một chập người đá nữa là lên nè em ơi. Thôi nằm nữa kìa. Ok anh em, đang mang thịt một con anh em, rồi farm đam lên cao thì phụ đam cho lẹ, đâu nó mất đâu, không ra anh em ơi. Ok anh em, tiếp tục xử án nó, nó mất đâu xong chịu ra nè, thì dạ bị trượt. Ok anh em, tiếp tục Hai Giang anh em.
đang giờ bên chuỗi ăn hai dê kiếm năm ếch mới mình bút rồi, cho nên là hai dê bốn ếch ăn hơi nhiều đó, không ra nghe anh em. Ok anh em, tiếp tục con hai dê bốn ếch nè anh em ơi, ra gì năm ếch không chưa chưa mặn mặn ngọt ngọt nào, chắc không không ai có bị tin rồi ơi. Ok anh em, hai dê nữa anh em, đang bốn mấy anh em, ba năm người nên thả sớm, chia nhau đi farm anh em. Con ông đang farm nè, nhau mấy ông nó lên nghe người khác chạy đi farm tiếp, rồi xong vĩnh biệt phụ rồi, năm hết đâu, lại nữa. Ok anh em, có hai dê nữa anh em ơi, lần này nhanh hơn xíu anh em. Có vài người để farm xong rồi còn tới lượt mình nè, đạp mới bốn mấy trời ơi, ôi trượt thẻ. Ok nghe anh em, ok anh em tiếp tục anh em. Bây giờ xong con này là mình đi farm rồi anh em. Ok rồi, rồi bắn cái nữa đi, tiễn vĩnh biệt cụ liền đây nè, năm mét đi, nãy mình đứng ra năm mét ta biết luôn. Ok anh em, tiếp tục con hai dê anh em, mới ra con on năm sao anh em đây nè đó, mà lúc lúc đó mình đi farm down anh em, ráng lên tới 87 rồi mình cứ quay lại là nó liền chết rồi. Nên là buổi bam cái này thì nhìn trời. Ok anh em, tiếp tục hành quyết hai dây thôi anh em ơi, sớm giờ khá nhiều mình chưa ra được con năm ếch nào mới luôn, đen ta. Ok, nhìn đồng đội có thành tích là được rồi anh em, đã hơn là không ai ra gì rồi. Ok, anh em, một con nữa nè, còn có 3% mà quên. Ok, quay đi rồi nè, nè nè nè, chết nè chết, trời trượt nữa rồi xuống vậy. Ok anh em, một con nữa nè, dữ lắm, thả thêm một con nữa thôi anh em, hết dài à, ra gì không nữa. Ok anh em, nãy giờ ăn ít khỉ năm sau anh em, mình mới quay con này thôi để chuẩn bị lấy đam rồi ăn mấy bốt mới nha anh em, đó khá là ngon nha. Ok anh em, tiếp tục ăn hàng nha anh em, đồng năm đồng năm đồng năm. Ok nha anh em, đấy, ok ăn rồng rất dễ anh em, rồng với on là nấp dễ nha. Mình đang làm bút, tiếp tục anh em, được ông bạn tài trợ ông bạn tài trợ chương trình này anh em ơi. Ok đó, lên tiếp nè, đâu rồi đó, bốn con rồi anh em. Ok anh em, tiếp tục được tài trợ một con nữa nghe anh em, là mình đủ á, là mình đủ đồng năm rồi anh em ơi. Thì chà, ăn ăn này có hòm ngon nha anh em, có hòm ăn rồng thì có hòm rồng thôi, còn ăn bốt kia thì có hòm năm ếch mới, hòm rồng năm ếch mình chưa mở thử anh em, ăn được có con thứ tư rồi, còn bị con năm con rồi đó. Ok nè, dứt điểm nè, lên nè, đây lên kệ nè, đó đủ nghe anh em. Ok anh em, đang bắn con on năm sao nghe anh em. Ai cũng chịu bắn, ai cũng ai chịu bắn bazooka anh em ơi, bazooka mà không chịu bắn. Ok, giờ mình sẽ dừng lại một xíu anh em, mình làm biến bắn lắm, mình bắn cái con này mất công xịt mất công nữa.
xíu nữa được chat với tiếp anh em. Ok nha anh em, còn 32% anh em đó, cái này quay nè. Con này nói chung là anh em bắn bazooka nó xỉu là nó chết à, tại nhân 10 anh em đam ít thì bắn nhiều lần hơn xíu thôi. Thì có bazooka lại anh em ơi, ok dừng xíu rồi mất thời gian. Ok nghe anh em, nó đang xỉu nè, bắn nhanh 16% ra 5S này xỉu lâu anh em ơi. Đó, X10 lên bắn quá trời, còn 4% mà 4% tỉnh này, tỉnh giấc trong cơn mơ rồi anh em ơi. 3% ê từ từ nha 3%, 2% rồi anh em ơi. Mình chưa bị chia máu anh em, giết nó luôn đi. 800 ống 600 ống, rồi 5 cái ship luôn em, 0%. Rồi lượm một con anh em ơi, con này bắn hơi lâu anh em, đó một con này.